Hello các bạn, thì chào mừng các bạn đã quay lại kênh Tân Cảng Decor. Thì trong video hôm nay thì bên Tân Cảng sẽ giới thiệu cho các bạn những cái dòng phụ kiện mới vừa mềm mềm mới về. Thì trước mắt các bạn đây là cái bộ phụ kiện, đó là chân bàn thao tác xếp gọn. Ở bên nước ngoài họ hay gọi là Spider Leg á. Là cái chân này á, thì đến xuất phát từ hãng Bionic Tool đó, thì chuyên về cái dòng mà chân bàn mà xếp gọn để anh em mà đi công trình á. Thì hiện tại á, thì bên mình sẽ về hai size, một size đó là 120 x 120 là cái size trước mặt các bạn đây. Nó sẽ bao gồm 9 cái chân đó, 3 dãy trước 3 dãy sau, 9 chân này đó, và một size nữa đó là 1.2 x 24 ở bên cạnh này, đó là bao gồm 15 chân, 5 ngang nhân 3 dọc đó. Thì hiện tại thì bên mình đang bán những cái dòng này á, thì chưa phục vụ cho những anh em mà đi thi công hoặc lắp đặt, những anh em mà làm nội thất hoặc những anh em mà ở trong cái khu vực mà DIY của mình á, mà nó sẽ nhỏ thì mình sẽ dùng những cái này. Ví dụ như là mình sẽ dùng những cái chân như thế này, sau đó mình đặt những cái tấm ván lên. Ví dụ như các bạn đặt những cái tấm ván 1.2 x 1.2 thì mình dùng cái chân 9 chân này. Còn nếu những anh em mà muốn đặt những cái tấm ván mà 1.2 x 2.4 thì mình sẽ dùng bộ 15 chân này. Thì trước mắt thì bên mình sẽ giới thiệu qua về cái mức giá. Đây thì dòng 9 chân là mức giá là 3.250.000. Còn đối với cái dòng 15 chân thì nó sẽ có mức giá là 4.925.000, nói chung là gần như là sẽ gấp đôi đó. Đó thì các bạn có thể tham khảo. Về cái chiều cao là khi các bạn xếp gọn như thế này á, thì cái chiều cao của cái chân này nó sẽ là 94 cm, và khi các bạn xòe ra thì nó sẽ thành một bàn thao tác có chiều cao là 74 cm. Đó là mức chiều cao tiêu chuẩn. Đó, khi nó xếp á, thì nó sẽ giãn cái chân ra, cao là 74 cm này, xếp gọn lại đó là 94 cm. Đó, này là 9 chân, còn cái này 15 chân. Thì về cái tải trọng, về thông số mà hãng đưa ra thì một cái bộ này nó sẽ tải trọng đó là 27-25 kg, là tương đương với 2 tấn 7 đó. Nói chung là cái thông số này thì mình cũng không có tin tưởng lắm. Thì mình nghĩ thì những cái bàn này, cái chân này nó sẽ thao tác tải trọng nó tỏa tầm 300 kg hoặc 400 kg thôi, chứ không có tới mức cái mức giá đó đâu. Đó, về cái vật liệu á, thì phía trước này các bạn có thể thấy là sử dụng cái đó là ống thép phi 16 này. Rồi những cái đan dạng này thì bằng thép, độ dày nó khoảng tầm 3mm này đó. Và phía trên thì nó sẽ trang bị, và phía dưới cũng cho các bạn là những cái phần mà phần tròn để tựa và bắt vít. Phía dưới này sẽ có những cái bổ bắt vít. Thì theo mình thì những anh em mà hay đi công trình thì mình nên dùng những cái tấm ván có độ dày từ 9 cho tới 12mm thôi, để các bạn có thể thao tác nó dễ hơn. Mình bưng cái tấm ván nó cũng nhẹ, hoặc là cái tấm ván có hư thì nó cũng tiết kiệm chi phí. Thường thì nhiều anh em cũng sẽ, một là đi công trình á, thì anh em sẽ làm dưới đất, hoặc là anh em sẽ bưng một cái bàn thao tác ở bên xưởng mình đi qua công trình. Tuy nhiên thì mình thấy cái chân này cũng rất là hay. Thứ nhất là cái việc mà để các bạn luân chuyển bỏ lên xe hoặc là ra công trình đó thì rất là tiện lợi. Thứ hai là khi các bạn mà dùng những cái chân này nè, mình lên công trình đó, thì ví dụ như khách hàng họ thấy thì nó cũng sẽ chuyên nghiệp hơn. Và đặc biệt là những anh em mà hay thi công công trình cũng sẽ biết là ví dụ như mình thao tác ở dưới đất á, thì nó sẽ mất thêm một cái bước là mình đứng lên cúi xuống đó, thì nó sẽ mất đi một nhịp. Thứ hai nữa là ví dụ như những máy móc hay là mũi vít á, nếu các bạn thao tác ở dưới đất á, thì nó sẽ rất hay là bị lạc. Vì ví dụ như lên công trình thì ví dụ như nhiều đậu thợ á, ví dụ như họ làm đèn á, họ tháo những cái vỏ hộp hoặc là những cái ví dụ như phụ kiện bếp á, thì mình tháo ra là những cái vỏ hộp giấy hoặc ni lông nó sẽ che máy móc hoặc mũi vít của mình, nó bị xe thao tác mình sẽ bị mất, hoặc là ví dụ như mình đạp lên nó sẽ hư dây điện đó. Thì mình chờ bây giờ mình có cái chân này, mình đặt cái tấm ván lên rồi xong cái việc mình đặt máy móc mình thao tác trên đó, đó cái gì ở trên bàn này mình sẽ quan sát và kiểm soát được đó. Thì đây là một cái chân rất là hay, và đi kèm trong cái bộ phụ kiện này thì bên hãng nó sẽ cho các bạn ba cái bách như thế này. Đây, ba cái bách và ốc vít các bạn sẽ liên kết vào đây đó, liên kết vào trong đây đó, để làm gì thì ví dụ như ở một bên mình sẽ gắn ba cái như thế này đó, thì các bạn có thể treo máy móc này, treo những cái thanh ray. Thì các bạn, nếu các bạn mà hay xem TikTok ở bên Trung Quốc á, thì họ sẽ dùng những cái ray chắc so á, mình sẽ gắn trên đây, gác qua đó là mình thao tác. Hoặc là các bạn có thể treo những cái bọc ni lông mình đựng đồ ăn hay là rác gì đó cũng được đó, mình sẽ bắt vít vào trong đây đó, rất là đơn giản. Đây, rất là hay ha. Đây đó, ngoài ra thì nếu các bạn mà muốn mua thêm những cái bách này thì bên mình có bán luôn, một cái như thế này là 85.000 đó. Còn trong bộ thì bên hãng sẽ cho các bạn ba cái như thế này. Rồi, giới thiệu sơ qua về cái những cái chân này. Đây, các bạn thấy không, xòe rất là đơn giản đó. Đây là cái bộ 9 chân nè. Rồi đó, khi các bạn mua thì bên hãng sẽ bỏ cho một cái túi như thế này. Đây, cái túi đó của hãng Bionic Tool nè, cái túi sách như thế này đó, là dòng 9 chân nè, 15 chân nè. 15 chân thì nó sẽ nặng hơn, xòe thì nó cũng được thôi. Ví dụ như một người thì các bạn sẽ thao tác hai lần đó, giữ ở đây đó, bung ra nhùng ra đó. Đó cũng rất là đơn giản ha. Đó, khi thu lại thì các bạn chỉ cần nắm cái ông ở giữa thôi đó, mình kéo vào đó. Ok ha. Đây,
Rồi sẵn giới thiệu những cái dòng chân nhạy này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái dòng sản phẩm mà phụ kiện Festool này. Đây, đầu tiên đây là cái Rai Mix 4 này, bản mới của hãng Festool. Thì do thường thì họ sẽ móc ba cái móc đó khi họ treo cái rai này đó, thì các bạn có thể tham khảo. Đây là cái dòng bản mới 1.4 của hãng, họ sẽ thiết kế là xả cái đánh này đi để thường cho các bạn dùng những cái bát này nè. Cái rai này sẽ đi kèm trong đây là khoảng 30 cái miếng dán. Cái miếng dán là để các bạn xỏ vào trong cái này, mình dán lên tường hoặc trên trần là sẽ cố định cái miếng rai này. Rồi bây giờ mình đặt những cái cưa mình sẽ đường dọc đó. Đây là bản mới 1.4 nè, còn cái bản cũ là đây, bản cũ nè. Đây là cái phiên bản cũ của chất so của hãng Festool, thì nó sẽ giống như những cái phiên bản của hãng Milwaukee Dewar đó, như thế này đó. Rồi về mức giá về hai cái dòng sản phẩm ray chain nhé. Đây về mức giá thì đối với cái dòng ray bản cũ á, thì mức giá nó là 2.265.000 là ray 1.4, còn đối với cái bản mới nó là 3.235.000, đây là ray của 1.4 luôn. Đây là phiên bản mới. Thì ngoài ra thì sắp tới bên mình cũng sẽ về thêm một cái ray nữa là ray 1.9 phiên bản mới. Rồi cũng sẽ có nhiều anh em hay hỏi là cái ray 3m á, thì tuy nhiên thì do cái phần vận chuyển á, về nó cũng hơi khó, nên thành ra bên mình chưa có nhập cái ray 3m. Hiện tại bên mình chỉ có sẵn ray 1.4 và sắp tới là ray 1.9. Nếu anh em mà cần dài hơn thì anh em có thể mua những cái dòng ray phụ kiện nối của hãng Festool. Và đặc biệt thì bên mình có bán thêm những cái miếng dán su dành cho những cái dòng ray chắc so này. Nếu anh em có thể đặt mua thì anh em có thể lên website Tăng Cả Decor, anh em bấm từ khóa là Festool, thì bên mình nhập về rất là nhiều những phụ kiện để hỗ trợ cho những cái dòng ray chắc so cũng như là những dòng máy cưa đĩa chắc so đó. Còn đối với những cái chân nhạy này, nếu anh em mà thấy nhu cầu mà nếu cái muốn mua nhưng mà cái giá trị nó còn cao quá thì anh em có thể trả góp qua funding cũng được. Đối với cái dòng này nó khoảng tầm 3.250.000 thì anh em có thể trả trước nó khoảng tầm 1.1 đó, xong rồi anh em thao tác trả cũng trước thì mình không có phải tốn phí hay là cái lãi suất gì hết, là anh em có thể xách về đó. Những anh em nào mà chưa trả góp qua funding thì có thể liên hệ qua bên Tăng Cảng để các bạn sẽ hỗ trợ ha đó. Thì mình giới thiệu sơ qua về những cái dòng như thế này. Đây là ray bộ 15 chân này đó, để mở ra lại cho anh em cùng xem đó, đẹp không, rất là đẹp ha đó. Tải trọng thì hãng báo là tới 2.7 tấn rồi đó. Rồi đó là ví dụ như mà tải trọng mà hãng đưa ra là 2.7 tấn, là với điều kiện là khi các bạn xè ra thẳng tuyệt đối và các bạn đặt những cái tấm ván lên thì tải trọng đều của nó sẽ là 2.7 tấn ha, chứ không phải là một điểm nó sẽ 2.7 tấn đó. Thì nói chung là cái chân bà thao tác này đó, xếp gọn này, mình thấy cũng khá là hay. Nói chung là bên mình nhập về dành cho những anh em mà hay đi thi công mà nằm vùng ở công trình đó, đó mình muốn dùng những cái này để bảo quản cái vật dụng máy móc, cũng như là dạng như khi mình thao tác thì mình sẽ không có bị bụi bặm cũng như là nước nó nằm ở dưới sàn á, thì mình sẽ dùng những cái này đó. Thì nó cũng sẽ phù hợp với những anh em mà thích đi dã ngoại, nó cũng hay. Ví dụ như mình đi dã ngoại mình bỏ cái này trong ô tô cũng được này đó, mình xòe ra mình đặt những cái tấm ván lên rồi mình nấu ăn hay là gì đó, đó tùy mình thôi. Rồi cảm ơn anh em ha, hy vọng gặp lại anh em trong những video lần tới. Bye bye.